Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Ở Đâu Rẻ Nhất, với phương châm là tìm kiếm những shop bán hàng uy tín với chất lượng sản phẩm tốt và giá cả hợp lý để gửi thông tin đến cho các bạn. Mình xin chia sẻ sản phẩm là một cái nhộng chuẩn cho bé chính hãng, hàng Kukru, chất liệu co giãn 4 chiều rất là xịn, giúp cho bé có thể ngủ ngon hơn, các bà mẹ đỡ bận rộn hơn trong quá trình chăm sóc các trẻ. Đây là một sản phẩm rất là tiện ích, được rất là nhiều bà mẹ bỉm sữa tin dùng. Nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu và mua hàng thì hãy click ngay vào đường link mình đặt sẵn bên dưới phần mô tả của video các bạn nhé. Đây là một sản phẩm được bán trên một shop yêu thích trên Shopee, được đánh giá 4.9 sao với hơn 33.000 sản phẩm đã bán rồi. 150.000 cho một cái nhộng chuẩn cho bé như thế này với rất là nhiều mẫu mã và màu sắc khác nhau. Các bạn có thể tha hồ lựa chọn cho mình một cái sản phẩm mà mình cảm thấy vừa ý nhất nha. Sản phẩm có 3 size là size S, M và L tương ứng với cái số ký của các bé. Các bạn hãy tham khảo kỹ ở cái phần này để chọn cho mình một cái size phù hợp cho bé nhà mình nha. Mình sẽ xem qua một số đánh giá của khách hàng nè. Chuẩn mềm lắm mọi người ạ, giá cả phải chăng nên mua nha. Bé nhà mình rất hợp tác, nhìn có vẻ cu cậu thoải mái lắm cơ, mà so với người thì hơi khít, thêm mấy tháng nữa là chật không mặc được. Đây là video thực tế nè các bạn, một cái chuẩn cho em bé rất là dễ thương luôn ha, giúp cho các bé ngủ ngon hơn và đỡ bị giật mình hơn á các bạn. Đã mua mấy lần rất thích hàng của shop, đẹp, chất lượng, thun co giãn mềm mát, sao đúng màu. Đây là video thực tế nè các bạn. Nói chung đây là một sản phẩm rất là tiện ích dành cho các bà mẹ bỉm sữa, sẽ giúp cho các mẹ chăm con dễ dàng hơn và đỡ bận rộn hơn trong quá trình chăm sóc các trẻ. Đây là một shop bán hàng uy tín được khách hàng đánh giá rất là tốt, nên các bạn an tâm đặt hàng nha. Video chia sẻ sản phẩm của mình ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn cũng đừng quên like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.